Vâng, xin chào quý vị đã trở lại với channel Hùng Xe Hơi nhé. Thì trước mặt quý vị các bạn đây là phiên bản Fortuner. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Fortuner được ra mắt trong năm nay. Fortuner thời điểm trước thì chúng ta có 6 bản nhé. Thì thời điểm từ năm 2020, cuối năm 2020 trở đi chúng ta có 7 bản, với 5 bản lắp ráp trong nước máy dầu và 2 bản nhập khẩu máy xăng. Thì đây là phiên bản cao cấp nhất, có giá tiền cao nhất và là xe máy dầu 2 cầu số tự động sản xuất trong nước. Dân hiểu xe thì hay gọi là FVD ấy. Thì chiếc xe này đang có mức giá dao động vào khoảng 1 tỷ tư chưa bao gồm lăn bánh. Và màu trắng chúng ta sẽ có giá cao hơn là 8 triệu nhé. Xe thì vừa về đại lý thôi. Thì em cũng soi nhanh cho các bác xem là xe này năm nay nó khác những cái điểm gì. Thì đầu tiên ở ngoài ấy, chúng ta có ngoại thất là cái mặt lưới tản nhiệt và logo 3D nhé. Lưới tản nhiệt này thì chúng ta vẫn dùng là ốp nhựa đấy, nó chưa có cái chrome, chrome thì đẹp hơn. Vẫn có cái thanh chrome to ở phía cụm đèn như này. Và logo thì đã được làm 3D. Logo này cực kỳ khó cậy luôn vì nó tích hợp với hệ thống an toàn Toyota Safety Sense TSS. So với cái bản một giờ máy dầu một cầu số tự động cũng giá loanh quanh khoảng tỷ mốt ấy, thì chúng ta có thêm một cái cản nhựa dưới này. Đấy, cản nhựa dưới này. Vẫn có công nghệ đèn full LED, thêm hai cảm biến phía trước và bốn cảm biến phía sau. Đây, đèn thì vẫn là đèn beam LED nhé. Em quay rõ cho các bác xem luôn này. Cái mắt híp này thì nó được theo cá nhân em đánh giá thì nó làm khá giống với Lexus. Đấy, đèn nhỏ nhưng hiệu năng lớn. Đó, ở phần đầu xe thì chúng ta không khác quá nhiều. La răng về phần thân xe thì theo quan điểm cá nhân thì với một chiếc xe 1 tỷ tư thì cái la răng thì tất nhiên thì vẫn là la răng đẹp thôi, nhưng nó gai góc và nó tinh chỉnh hơn một chút thì quá ok. Tuy nhiên thì xe đã được trang bị sẵn một bậc bước chân lên xuống nhé, tay nắm cửa mạ chrome này, có luôn cả bộ ốp cua lốp này, chúng ta không phải làm này. Đây là bộ ốp cua lốp này. Thường thì những dòng bán tải hay những cái dòng súp 7 chỗ như này chúng ta hay ưu tiên là lắp ốp cua lốp. Ngoài ra thì ở phía sau, đặc biệt thì trên phiên bản mới này chúng ta có luôn cả bốn cảm biến lùi nhá, lùi đỗ xe, tức là chúng ta tổng xe chúng ta có 6 cảm biến. Đó. Logo Fortuner, thanh chrome to bản. Thì tất nhiên là vẫn có thôi. Có một điểm khác biệt là trên dòng này chúng ta được trang bị sẵn một camera lùi ở đây nhá. Tuy nhiên thì nó khác với Cross, thì Cross chúng ta có một cam lùi và một cam 360. Trên Fortuner chúng ta tích hợp luôn cả hai vào một camera và xe được trang bị sẵn cốp điện đi kèm với đá cốp rảnh tay. Rồi. Khoang nội thất phía sau thì vẫn vậy. Cách gập ghế thì vẫn kéo dây 50-50. Rộng, nói chung là về năm nay thì Fortuner được, đây chúng ta có sẵn luôn cả đá cốp nhá. Fortuner năm nay được trang bị khá nhiều option nhưng mà chủ yếu là đến từ phía trong. Đây các bác xem ở phía ngoài nội ngoại thất này. Thanh giá nóc này trông vẫn rất trường xe đúng không ạ? Ok đúng không ạ? 1 tỷ tư chưa lăn bánh, chưa khuyến mại. Lăn bánh dao động vào khoảng ngót nghét 1,5 tỷ. Rồi, mình đang ở trong khoang nội thất của Fortuner 2 cầu máy dầu phiên bản cao cấp nhất nhé. Thì hiện nay thì ở trong xe chúng ta sẽ được thay đổi khá là nhiều. Đầu tiên ở phần vô lăng đi. Cái vô lăng trợ lực lái ngày trước của Fortuner là vô lăng thủy lực. Thì hiện nay thì tất cả các dòng xe mới nhập khẩu hay lắp ráp thì chúng ta đa phần đã được trang bị vô lăng trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ. Tức là chúng ta đi kiểu nôm na nó sẽ nhẹ hơn và dễ điều chỉnh hơn. Rồi mặt điều khiển đồng hồ trung tâm thì hơi tiếc một chút, thì nó vẫn bao gồm là hai bảng điều khiển chính là đồng hồ analog và một bảng điện tử ở giữa nhá. Trên vô lăng thì đây chúng ta có gói trang bị TSS này, Cruise Control Adaptive này, thì nó phân bố nó khá khác so với các hãng khác.
Tuy nhiên thì mình sẽ làm một cái video riêng để hướng dẫn các bạn đó, với khách hàng cái setup riêng của cái dòng Fortuner mới này. Ngoài nâng cấp về trợ lực lái này, chúng ta có nâng cấp về tính năng giải trí. Khi trên phiên bản xe mới này, chúng ta có màn hình 8 inch, hệ thống âm thanh loa. Thì cái thời điểm trước thì Fortuner bản cao nhất chúng ta chỉ có màn hình 7 inch, thì bản này chúng ta có màn hình cảm ứng 8 inch này, đúng không ạ? Khá nhạy. Tuy nhiên là nó chưa có tiếng Việt giống như Cross nhé. Cái thứ hai là chúng ta có hệ thống định vị chỉ đường, mình đang ở Toyota Bắc Ninh, và đặc biệt chúng ta có hệ thống âm thanh 11 loa JBL khá là ok, cao cấp, và camera 360. Rồi, đây là cam 360 này, camera lùi tích hợp luôn này. Khi mà chúng ta bật cam 360 và đang ở hệ thống này, khi chúng đánh lái này, trên màn hình này nó sẽ có mô phỏng luôn cả bánh trước ở trên màn hình điều khiển trung tâm. Rồi, rất là đơn giản cho quý khách hàng thao tác, đúng không ạ? Gói an toàn ngoài những tính năng cơ bản như là phanh ABS, EBD hay là khởi hành ngang dốc, hỗ trợ lái nhiều kiểu, thì chúng ta có hệ thống an toàn gồm cảnh báo tiền va chạm này, cảnh báo lệch làn đường và kiểm soát hành trình chủ động DRCC. Nó hơi kém một chút so với Cross. Chúng ta có thể biết ngay là ở trên cái khoang này thường sẽ có một mắt cam hồng ngoại. Khi cái tính năng TLS mới nó sẽ lệch nhau ở cái tính năng như là hỗ trợ giữ làn đường. Tất nhiên chúng ta vẫn có cảnh báo lệch làn đường, nhưng tuy nhiên nó chỉ là cảnh báo thôi và không có bù lái. Đó là điểm khác nhau cơ bản ở trên Cross hay là trên mẫu Fortuner này. Đây là bảng điều khiển ở trên Fortuner phiên bản FVD nhé, hai cầu máy dầu số tự động. Thì chúng ta có tắt cảm biến lùi này, mở cốp sau này, cam 360 này, đó, đóng mở cốp sau, tắt mở đá cốp rảnh tay, rồi bình xăng hay nắp capo. Ghế thì chúng ta được trang bị ghế da và chỉnh điện trên cả ghế lái lẫn ghế khách nhé. Hàng ghế thứ hai thì vẫn vậy thôi, 7 người thoải mái và gập lên xuống thì đơn giản, không quá gì phức tạp, chúng ta chỉ kéo nhẹ này thôi. Đó, một thao tác rất đơn giản. Và lên hàng ghế thứ 3. Mình sẽ đang review và hướng dẫn các bạn chi tiết về cái xe này cũng như là tính năng mới ở trên Toyota Safety Sense trong những cái video tiếp theo. Thì cái điểm cuối cùng mà đáng giá nhất ở trên Fortuner mới này, không biết là Toyota có cố ý hay không, tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường cái mẫu xe bán tải hay mẫu xe SUV có cái dung tích động cơ 2.0 và mã lực lớn nhất hiện nay là Everest và Ranger, thì chúng ta là 2.0 biturbo, công suất là 200 mã lực, mô men xoắn là 500 Nm, thì Fortuner sẽ được công bố là máy Fortuner được công bố với mức công suất là 201 mã lực và mô men xoắn cũng lên đến là 500 Nm, khá là ok đúng không ạ? Hiện nay thì cái mẫu Fortuner cao bản cao cấp nhất này, máy dầu hai cầu số tự động đã về có mặt tại đại lý Toyota Bắc Ninh. Quý khách hàng có nhu cầu review so sánh sản phẩm thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với mình, có hotline đang đính kèm trên video. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những cái video hướng dẫn sử dụng tiếp theo.